Xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Stock trong video ngày hôm nay à, Thì hôm nay Thành sẽ chia sẻ với anh chị với góc nhìn về thị trường trong video dịch ngày 17 tháng 4 Và qua đó cũng sẽ đánh giá một số tin tức cũng như là một số sự kiện để mà anh chị có thể là cùng nhau chia sẻ và đầu tư trong giai đoạn sắp tới Và cùng đó là một số cái cơ hội đầu tư mà anh chị có thể là lưu ý đối với thị trường ở thời điểm hiện tại thì sau khi một cái phiên giảm điểm khá là mạnh ở trong cái phiên giao dịch ngày thứ sáu tuần trước á, thì chúng ta thấy là thị trường bắt đầu thể hiện cái tâm lý là hoang mang hoặc là e dè trước những cái, cái diễn biến của thị trường ở thời điểm hiện tại tức là tâm lý nhà đầu tư sẽ trở nên e dè và cẩn trọng hơn khi mà trong phiên giao dịch ngày hôm nay á, nếu mà để ý kỹ chúng ta thấy là thanh khoản nó gần như nó chỉ bằng đâu đó khoảng đâu đó khoảng một nửa thôi từ một nửa cho tới 2 phần 3 so với phiên giao dịch trước đó thì với những cái động thái như vậy có thể cho chúng ta thấy được là ừ nhà tư đang gọi là chưa rõ xu hướng của thị trường nên là chưa dám hành động chưa dám giao dịch ở thời điểm hiện tại Đấy. còn với việc là ở thời điểm hiện tại cái lực gọi là có một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong phiên giao dịch ngày hôm nay á đó là cái lực bán nha, cái lực bán tại vùng này nó không còn nhiều nữa, ha. đó là cũng là một cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, có nghĩa là cái lực bán tại cái vùng này nè, quanh mốc 1050 điểm nè, nó không còn nhiều và nó không còn ồ ạt như cái phiên giao dịch trước đó nữa, ha. nó chỉ dừng lại ở một cái mức là, là điều chỉnh nhẹ hoặc là giảm điểm nhẹ thôi, và sau đó là lực cầu nó cũng đủ mạnh để nó cân lại và nó giúp chỉ số giữ được cái sắc xanh trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay, thì đó là một cái, cái yếu tố tích cực. Tuy nhiên á thì việc lực bán họ hạ nhiệt hoặc là họ giảm bớt ở cái vùng này là một cái yếu tố tích cực rồi nhưng nếu mà chỉ số muốn bứt thoát hoặc là muốn tăng lên trở lại trong giai đoạn tiếp theo ấy, thì bắt buộc là phải có lực cầu tại vì nếu mà không có lực cầu ấy, thì chắc chắn giá không tăng được đấy nếu mà không có người mua chắc chắn giá cổ phiếu sẽ không tăng được tại những cái thời điểm như thế này đó vì vậy nên là ở thời điểm hiện tại cần phải có lực cầu để mà chỉ số có một nhịp bật tăng và sau khi bật tăng ấy, thì lực cầu nó phải đủ mạnh để nó hấp thụ được cái áp lực bán tại những cái vùng kháng cự phía trên này à, thì có thể là cái vùng này cái áp lực bán bắt đầu nó thấp rồi nè, đó, bắt đầu nó chờ lực cầu cho những cái động thái tiếp theo, nhưng nếu mà khi mà lên lại những vùng phía trên này chẳng hạn như là quanh 1080 điểm á, thì chắc chắn lúc đó cái áp lực bán sẽ gia tăng lên rất là nhiều, và lúc đó lực cầu nó phải đủ mạnh thì nó mới hấp nó mới có khả năng là giúp chỉ số có thể là bứt thoát luôn, à, bứt thoát luôn khỏi cái vùng kháng cự 1080 và tiến lên những cái mốc kháng cự tiếp theo là 1 1100, 1100 điểm hoặc là 1120 điểm. Đó là những cái mốc kháng cự tiếp theo mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chỉ số nó đã vượt qua được cái mốc 1080 trong giai đoạn sắp tới đây còn trong trường hợp chỉ số nó chỉ rằng co trong một cái biên độ như thế này á, thì cần phải có những cái nhịp bứt phá à, cần phải có những cái nhịp bứt phá nó sẽ ổn định hơn còn nếu mà lực cầu nó không đủ mạnh thì sẽ nhanh chóng à, chỉ số sẽ rất rất là dễ có những cái nhịp rơi những cái đà rơi về lại những cái vùng hỗ trợ phía bên dưới thì trước mắt chúng ta thấy là chỉ số vẫn đang bám theo cái đường trên line này rất là tốt à, vẫn đang bám theo cái đường trên line này rất là tốt nè trên line trong trung hạn đã được thành lập kể từ khi cái nhịp hồi trước đó, ấy thì nó đang báo cái đường trendline này rất là tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể là kỳ vọng ha kỳ vọng một cái kịch bản khả quan hơn là trong trường hợp nếu mà lực cầu không đủ mạnh, à, lực cầu không đủ mạnh thì sẽ có gì à? một cái nhịp rũ, à, có nhịp rũ để mà chỉ số nó lại test về lại cái trên line bên dưới này rồi xong sau đó nó tiếp tục tăng ở trong những cái này phía sau tức là về quanh mốc đâu đó khoảng quanh 1040 hoặc là 103X á thì nếu mà về mốc này chỉ số có khả năng bật lên được thì nó sẽ cho động thái tốt hơn thứ nhất là về lực cầu nè thứ hai là về áp lực bán tại nhiều vùng này dần dần nó sẽ giảm dần đó thì nó sẽ cho một cái tín hiệu tốt hơn còn nếu mà về vùng này nó không bật lên được luôn mà nó thủng cái vùng này luôn thì cái xác suất thị trường nó vào sóng giảm sẽ rất là cao đó thì đó là lý do vì sao thành đưa ra cho anh chị hai cái kịch bản ở thời điểm hiện tại để mà anh chị chủ động xử lý và nếu mà trong trường hợp mà chỉ số mà nó thủng luôn cái vùng gọi là cái đường trendline này á thủng luôn mất 103x thì bắt buộc là anh chị phải hạ bớt tỷ trọng cơ cấu bớt cái danh mục của mình đấy và chỉ nắm tập trung những cái cổ phiếu nào được cho là trọng điểm ở thời điểm hiện tại thôi và cũng nâng cái tỷ trọng tiền mặt của mình lên để khi nào để khi mà thị trường mà nó điều chỉnh về những cái vùng quan trọng những cái vùng hấp dẫn đó, là lấy ví dụ có thể là về ngàn hoặc là về dưới ngàn đi chăng nữa thì về những cái vùng bên dưới này nè anh chị phải còn tiền để mà chúng ta đầu tư cho giai đoạn sắp tới à, thì đó là cái lời khuyên của thành cho anh chị thì ở đây là mình không có, 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 có tiêu cực về thị trường mà cũng không quá có tích cực không quá phô mô về thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay đấy bởi vì sau cái phiên như này á yeah thì chúng ta nhận thấy được là gọi là nó chỉ là cái nhịp hồi kỹ thuật ha so với phiên trước đó thì nó chỉ là cái nhịp hồi kỹ thuật thôi và tính tới thời điểm hiện tại thì vẫn đang trong cái quá trình phân phối của thị trường à, chúng ta đã có ba phiên phân phối rồi thì một tí nữa Hành sẽ nói với việc là chúng ta kết thúc phân phối như thế nào có tín hiệu nào để xác nhận cái quá trình phân phối này nó kết thúc à thì một tí nữa thì chúng ta sẽ trao đổi thêm ở phần phía sau đấy nên về thấy là sau ba cái phiên như thế này thì nó nó hồi lên như thế này là chỉ là nhịp hồi kỹ thuật đó thậm chí nếu mà anh chị theo dõi kỹ các cổ phiếu đặc biệt là các cổ phiếu như là bất động sản hoặc là một vài cổ phiếu chứng khoán thì chúng ta cũng thấy được nó chỉ là những cái dịp hồi kỹ thuật mà thôi và nó chưa có đủ lực cầu đủ mạnh để giúp chỉ số có thể là giúp chỉ số hoặc là giá cổ phiếu có thể là nối tiếp cái nhịp tăng trong giai đoạn sắp tới à, rồi thì qua đó chúng ta cũng thấy được là một cái điểm tích cực nữa của thị trường đó đến từ khối ngoại thì khối ngoại hôm nay là họ đã quay trở lại mua rộng sau 7 phiên liên tiếp bán rồng mạnh ở giai đoạn trước đó thì việc khó ngoại họ mua rồng á, cũng tạo một cái tâm lý tích cực một tâm lý hứng khởi hơn cho thị trường và từ đó giúp được cái chỉ số có thể là giữ vững quanh được những cái mốc hỗ trợ quan trọng như là 1050 hoặc là sắp tới đây là 103x cho tới 1040 à, thì đó là những cái vùng hỗ trợ mà chúng ta cần phải có cái lực cầu nếu mà không có lực cầu tại những vùng này á thì chỉ số nó có test về lại mà không có lực cầu vào thì nó cũng khó để mà bật lên được và bắt buộc là nó phải gì à? phải rơi vừa à, rơi về những cái vùng hấp hơi, thấp hơn hấp dẫn hơn trong giai đoạn sắp tới thì nhìn chung ngày hôm nay khó ngoại họ mua thì họ tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu trụ thôi đấy chẳng hạn như là hbg nè bng nè lấy ai vinhome nè hoặc là các cổ phiếu khác như là kinh bắc DIG hoặc là Nam Long thì các cổ phiếu này phần lớn là nó nằm trong cái danh mục cơ cấu cái việc cơ cấu danh mục của các cái quỹ đầu tư trong nó sẽ đến hẹn vào ngày 28 tháng 4 thì cái này Thành có chia sẻ kỹ cho anh chị trong những video trước rồi thì anh chị nào có đầu tư thì có thể là xem lại những cái, cái thông tin này ha Người phần lớn khó ngoài họ sẽ tập trung lại thì nhìn chung cái việc mua rồng của khó ngoại nó đã giải tỏa bớt cái áp lực về tâm lý cho nhà đầu tư trong những phiên giao dịch vừa qua khi mình chỉ thấy là trong 7 phiên giảm điểm liên tiếp vừa qua thì chúng ta thấy là phần lớn là khó ngoại họ bán rồng hết và bán rồng rất là mạnh thì theo cái tín hiệu bán rồng như vậy thì nó sẽ đè nặng và nó áp lực lên thứ nhất là tâm lý nhà đầu tư trước đã bởi vì thấy cứ khó ngoại họ cứ bán liên tục như vậy thì nhà đầu tư họ cũng sẽ ngại mua mà ngại mua mà khó ngoại càng bán nữa thì giá nó sẽ càng càng giảm đúng không ạ còn nếu mà khó ngoại họ quay trở lại họ mua thì cái tâm lý nhà đầu tư nó sẽ được thoải mái hơn và lúc đó sẽ cởi mở hơn trong cái việc mua vào cổ phiếu tại những cái thời điểm như thế này à thì đó là cái góc nhìn về thị trường thành chia sẻ thêm cho các anh chị ha nếu mà chỉ số nó vẫn giữ được trên cái đường trendline này thì anh chị hoàn toàn có thể đầu tư được trong những giai đoạn sắp tới tuy nhiên thì nên đầu tư những cái nhóm ngành chính là như ngân hàng chứng khoán hoặc là bất động sản hoặc là đầu tư công Đấy, thì những cái nhóm ngành chính hoặc là dầu khí đấy chứ chúng ta hạn chế đầu tư lan man sang những nhóm ngành khác như là thủy sản dịch may cảng biển rồi xây dựng cao su thì những nhóm ngành đó anh chị có đầu tư được không vẫn đầu tư được tuy nhiên á, thì cái hiệu quả chắc chắn sẽ không bằng những nhóm ngành chính mà nếu mà chúng chúng ta vào sai nhịp á, thì cái hậu quả chúng ta sẽ sẽ nhận lại rất là lớn đó đó là thành cũng chia sẻ với các anh chị để anh chị chọn được các cái ngành phù hợp mà anh chị đầu tư trong giai đoạn sắp tới ha rồi, thì đó là cái góc nhìn về thị trường. Thì hôm nay hôm nay chúng ta nói thêm về cái quá trình là kết thúc phân phối như thế nào. Thì nó sẽ có hai yếu tố để mà nhận diện được hai cái tín hiệu là kết thúc cái việc phân phối ở thời điểm hiện tại. Thì chúng ta phải đồng ý với nhau rằng thì ở thời điểm này thì chúng ta đã đi đến cái phiên phân phối thứ ba rồi. Và sau khi cái phiên phân phối thứ ba là chúng ta phải bắt đầu quan sát cổ phiếu kỹ lưỡng hơn rồi để mà chúng ta đưa ra những cái hành động kịp thời. Chứ chúng ta không còn việc là chúng ta cứ gọi là chờ mua những vùng hấp dẫn hoặc là dò đáy hoặc là khi mà thị trường chỉnh rồi chúng ta canh chúng ta bắt đáy được chúng ta phải thận trọng hơn một tí rồi còn việc mà bắt đáy dò đáy thì cũng nên ưu tiên những cái tỷ trọng nhỏ, tỷ trọng thấp và tỷ trọng vừa phải thôi chứ hạn chế là mua full tỷ trọng hoặc là nắm full tiền, full cổ phiếu ở thời điểm hiện tại hoặc là full margin thì đó là những cái mà Thành lũy ý thêm cho các anh chị rồi với việc kết thúc phân phối thì thứ nhất nó phải phiên phân phối không xuất hiện, có à. nghĩa là phiên phân phối nó sẽ không xuất hiện trong vòng từ 20 cho tới 25 phiên giao dịch tiếp theo. thì cái điều này chúng ta cần phải có một cái khoảng thời gian để mà chúng ta quan sát và chúng ta chứng minh. À. và cái yếu tố thứ hai đó là chỉ số đảo chiều, thì chỉ số đảo chiều tăng 5% so với mức giá đóng cửa của phiên phân phối trước đó, tức là phiên phân phối ngày ngày thứ sáu đó, để tăng 5% so với cái giá đóng cửa này. đấy, thì chúng ta đo thử nha, nếu mà tăng 5% thì nó sẽ tăng lên bao nhiêu nha? Đấy Đấy, nếu mà tăng 5% nhé. 5% thì nó sẽ lên đâu đó khoảng gì ạ? Đấy khoảng đâu đó quanh đâu đó khoảng 1 mốt đúng không ạ? quanh 1 mốt thì khi mà chỉ số nó vượt lên tới đây thì nó đã bứt thoát được cái mốc 1.0080 như thế này rồi thì nó cũng đã đủ để cho chúng ta thấy được là nó đã giải quyết được cái vấn đề tâm lý của thị trường rồi và nó sẽ tạo cái tâm lý hưng phấn hơn ở trong giai đoạn phía sau đó. thì đó là cái quá trình mà kết thúc một cái nhịp phân phối của thị trường. À, tuy nhiên thì ở đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta cần phải bổ sung thêm một vài yếu tố. đó là việc trong cái quá trình phục hồi của chỉ số này nè trong cái quá trình đảo chiều của chỉ số á, đã bắt buộc là phải có nhóm ngành dẫn dắt nếu mà trong cái quá trình đảo chiều của chỉ số mà nó không có nhóm ngành dẫn dắt như là nhóm ngân hàng á thì chắc chắn cái đà phục hồi hoặc là cái đà tăng hoặc là tín hiệu đảo chiều của chỉ số nó không đáng tin cậy hoặc là nó chính xác hơn là nó không bền vững và chúng ta cần phải chờ những cái động thái tích cực hơn rõ ràng hơn đến từ nhóm ngành dẫn dắt thì lúc đó chúng ta mới yên tâm để mà chúng ta đầu tư vào thị trường đối với các cái nhóm ngành uh, khỏe nhóm ngành mạnh ở trên thị trường và với góc độ cá nhân của thành thì thành vẫn kỳ vọng ha thành vẫn kỳ vọng nó sẽ có một cái nhịp hồi hồi lên nữa thì có thể là ít nhất là về được 1 mốt xa hơn nữa là 1.120 hoặc xa hơn nữa là 1.160 điểm thì nó sẽ về lân quanh được các cái vùng này ở phía trên đó. thì vì vậy nên là chúng ta vẫn có thể là theo dõi lại các cái cổ phiếu mà tiềm năng hoặc là trọng điểm ở thời điểm hiện tại để chúng ta chọn lựa thời điểm đầu tư trong cái giai đoạn tiếp theo ha. rồi thì đó là những cái 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 nội dung mà thành chia sẻ với anh chị trong cái, cái, về góc nhìn thị trường ở thời điểm hiện tại à, ở thời điểm này thì chúng ta đang vừa đón những cái kết quả của cuộc các cuộc họp đại hội đồng cổ đông nè hoặc là đón nhận các cái gọi là báo cáo kinh doanh quý 1 năm 2022 hai à, sorry mọi người năm 2023 thì với đối với báo cáo kinh doanh quý 1 á, thì thông thường á, chúng ta vẫn sẽ hiểu rằng ở thời điểm mà công bố kết quả hoạt động kinh doanh của từng quý á, chẳng hạn như tháng 4 là công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 1 nè tháng 7 là của quý 2 tháng tháng 10 là của quý 3 và tháng 1 tháng 2 là của gì của quý tư hoặc là của cả năm đó tại những cái thời điểm đó người ta thường cho rằng đó là cái thời điểm để chốt lời cổ phiếu Tại vì sao? Tại vì uh, trong giai đoạn trước đây khi mà thị trường nó bước vào giai đoạn uptrend thì ở giai đoạn uptrend này cái kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp rất là tốt nên là những cái doanh nghiệp hoặc là những cái cổ phiếu trên thị trường sẽ được kỳ vọng rất là nhiều thì trong quý thì cái giá cổ phiếu nó sẽ tăng rất là tốt nó đã sẽ phản ánh được cái tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đến khi cái kết quả hoạt động kinh doanh được công bố ra bên ngoài có nghĩa là ở ờ, doanh nghiệp đã uh, gọi là đi đúng với cái kết quả hoạt động kinh doanh đó đúng như cái kỳ vọng của nhà đầu tư thì lúc đó giá cổ phiếu nó sẽ bắt đầu nó giảm nó điều chỉnh bởi vì giá nó đã phản ánh hết rồi, phản ánh hết những cái gì địa, địa tích cực đối với cái doanh nghiệp đó rồi và nếu mà trong cái quý tiếp theo là ví dụ là quý 1 đi, quý 1 này và quý 2 tiếp theo. Đó thì trong cái quý tiếp theo nếu mà trong trường hợp doanh nghiệp vẫn tiếp tục phát triển tốt, tích cực duy trì cái đà tăng trưởng tốt thì giá nó sẽ điều chỉnh nhẹ rồi nó tăng tiếp. Còn nếu mà trong những cái quý tiếp theo mà doanh nghiệp bắt đầu là thoái trào hoặc là kết thúc cái chu kỳ tăng của mình, hoặc là cổ phiếu nó đã đi qua cái chu kỳ rồi, cái ngành nghề nó đã đi qua cái chu kỳ rồi thì bắt đầu giá cổ phiếu sẽ bắt đầu rơi và rơi rất là nhanh. Đó thì đó là những cái đặc điểm để mà anh chị phân biệt được ở giữa cái mùa chốt lời cổ phiếu thì đôi khi nhiều anh chị cứ cho rằng là ờ ừ, chốt lời cổ phiếu là nên thôi bán đi không có đầu tư lại nữa nhưng mà thật ra nếu mà cái cổ phiếu nó tốt nó thuận lợi hoặc là cái ngành nó tốt trong cái quý tiếp theo thì anh chị vẫn hoàn toàn có thể là đầu tư được ha thì đó là cái trong giai đoạn up trên thì anh chị đánh giá nó sẽ rất là dễ cứ tới mùa chốt lời cổ phiếu là chúng ta canh bán chúng ta canh chốt nhưng ở thời điểm hiện tại là ở trong giai đoạn đau trên ha trong giai đoạn đau trên và các doanh nghiệp nó sẽ có sự phân hóa với nhau rất là nhiều thì chúng ta cũng đều biết là ở cái quý 1 năm 2023 này là một cái quý cực kỳ khó khăn đối với thị trường chung đúng không ạ và khi mà sang tới những cái quý tiếp theo như là quý 2, quý 3 hoặc là quý 4 thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều và thông qua những cái dự báo hoặc là những cái dự đoán thì cái kết quả kinh doanh trong quý 3, quý 4 sẽ khởi sắc hơn đối với cái nền kinh tế Việt Nam đối với các doanh nghiệp trên thị trường ấy tuy nhiên thì trong quý 1 thì nó là những cái yếu tố gì đó mà nó mang màu sắc hơi tiêu cực thì nếu mà chúng ta điểm qua cái kết quả hoạt động kinh doanh của một số doanh nghiệp trong giai đoạn vừa qua thì chúng ta thấy là phần lớn là đều cho số âm và còn những cái doanh nghiệp họ cho âm rất là nhiều thì đây là kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp mới thôi à, mới trên thị trường chúng ta thấy là những rất là ít doanh nghiệp mà chúng ta quan tâm đúng không ạ và ngoài ra một số cái công ty chứng khoán đại diện như là MBS nè đấy báo lại quý 1 cũng giảm 40% so với cùng kỳ năm trước đấy những cái ngành mà được cho rằng là sẽ được kỳ vọng có lợi nhuận cao như là ngân hàng nào hoặc là chứng khoán nào cũng đang duy trì một cái mức lợi nhuận không được tốt mấy ở trong giai đoạn quý 1 năm 2021 đó. Thì đó từ đó chúng ta sẽ thấy là nếu mà so quý 1 năm 20 uh, sorry mọi người nha, quý 1 năm 2023 thì khi mà so quý 1 năm 2023 so với cái tốc độ tăng trưởng của quý 1 năm 2022 anh chị thấy một điều rằng là chắc chắn là chúng ta không không bằng được rồi, không thể nào mà chúng ta đạt được những cái con số khổng lồ hoặc là tuyệt vời như thế này đâu, đúng không ạ? Và đặc biệt là những cái ngành mà đặc thù như là bất động sản đi, thì cái chu kỳ ngành của nó, cái chu kỳ lợi nhuận của nó, cái biên lợi nhuận của nó nó sẽ không rơi vào điểm rơi lợi nhuận nó sẽ không rơi vào ở quý 1 hoặc là quý 2 mà rơi vào quý 3, quý 4 đó nên là anh chị thấy là trong quý 1, quý 2 nè cái tốc độ tăng trưởng nó âm rất là nhiều đúng không nhưng mà sang quý 3 là bắt đầu nó tăng trưởng dương trở lại nè đó thì đây với nhóm ngành bất động sản thì đó là cái điểm rơi lợi nhuận của từng cái nhóm ngành và khu công nghiệp nó sẽ như vậy ha đó thì anh chị sẽ thấy rồi thì khi mà bây giờ chúng ta lấy quý 1 năm 2023 so với quý 2 mà có tốc độ tăng trưởng như vậy thì chắc chắn lúc nào chúng ta cũng sẽ đi lùi đúng không ạ Nhưng khi nhìn về quý 2 thì anh sẽ thấy là có một số nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng âm đúng không ạ Đấy, như là bảo hiểm hoặc là dịch vụ tài chính nó chính xác là chứng khoán hoặc là bất động sản nè hoặc là tài nguyên cơ bản là có thể là sắt thép này nọ đó than đá rồi này nọ đó bán lẻ nè đó thì những cái nhóm ngành này chúng ta hoàn toàn có thể là kỳ vọng một cái bức tranh nó được phục hồi nó được tươi sáng hơn bởi những cái chính sách của các chính của chính sách của chính phủ ở thời điểm hiện tại về giảm thuế nè, về giảm lãi suất, hạ lãi suất nè và hỗ trợ vay trái phiếu cho các doanh nghiệp nè. Đó. Thì trong giai đoạn vừa qua chúng ta đã đón nhận rất là nhiều cái tin tức tích cực để mà hỗ trợ cho sự phục hồi của nền kinh tế và những cái tin tức đó nó sẽ góp phần thẩm thấu trong một khoảng thời gian nhất định. Có nghĩa là nó sẽ thẩm thấu vào nền kinh tế hoặc là thẩm thấu chính vào từng cái doanh nghiệp trong vòng từ 3 tới 6 tháng chứ không phải là tin tức nó ra là thẩm thấu liền đâu tin tức nó ra là doanh nghiệp sẽ hưởng lợi liền sẽ có tác động ngay đâu chẳng qua là khi mà tin tức nó ra trong một cái bối cảnh tồi tệ nhất của một cái nền kinh tế thì nó sẽ kích thích được cái thị trường kỳ vọng như thị trường chứng khoán nó tăng điểm trong một khoảng thời gian ngắn thôi đó là cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư còn khi mà để thực tế cái tin tức đó mà nó thẩm thấu vào bên trong từng doanh nghiệp á, thì chắc chắn phải tiêu tốn đâu đó khoảng từ 3 tới 6 tháng vì vậy nên là trong giai đoạn vừa qua anh chị nhiều anh chị cũng thắc mắc với thành là ở ừ, tin tức ra bất động sản tốt nhiều tin tức hỗ trợ như vậy hoặc là ngân hàng cũng nhiều tin tức hỗ trợ như vậy chứng khoán cũng nhiều tin tức hỗ trợ hạ lãi suất và chứng khoán lên nhưng tại sao lại khi mà kết quả hoạt động kinh doanh ra nó lại không tốt và giá cổ phiếu cũng lại bị giảm cũng lại bị điều chỉnh theo cái kết quả hoạt động kinh doanh này đó thì như thành nói và như thành đã chia sẻ rồi thì chính sách nó phải thẩm thấu vào doanh nghiệp trong một khoảng thời gian từ 3 tới 6 tháng thì lúc đó mới có những cái, cái gọi là doanh nghiệp mới có những cái con số mà mang tính chất tích cực được đó vậy nên là chúng ta hoàn toàn có thể là kỳ vọng một số nhóm ngành mà nó có kết quả hơi hướng là hơi xấu ở trong giai đoạn quý 2 thì từ đó chúng ta quý 2 của năm 2022 từ đó chúng ta có thể kỳ vọng được cái tốc độ tăng trưởng của quý 3 năm 2022 á à, quý quý 2 sorry mọi người nha quý 2 năm 2023 so với quý 2 năm 2022 nó sẽ được tốt hơn nhiều so với giai đoạn trước đây à, so với những cái gì mà đã diễn ra ở quý 1 đó thì từ đó chúng ta sẽ được quyền kỳ vọng và chúng ta có thể là tập trung vào những cái nhóm ngành này để mà chúng ta có thể là chọn lựa cổ phiếu và đầu tư từ ở thời điểm hiện tại Tại sao lại đầu tư ở thời điểm hiện tại? Bởi vì chúng ta đang bước qua quý 2 rồi. Những cái gì mà về kết quả hoạt động kinh doanh của quý 1 á, nó chỉ tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong giai đoạn ngắn hạn mà thôi. Và sau đó kể từ những cái đó thì những cái đó nó sẽ phản ánh xong rồi thì chắc chắn là gì vậy? giá cổ phiếu sẽ bắt đầu phản ánh những gì diễn ra trong quý 2 năm 2023 này hoặc là quý 3 hoặc là quý 4 trong giai đoạn tương lai bởi vì thị trường chứng khoán là thị trường của sự kỳ vọng mà đó. nên là khi mà qua một cái cách đánh giá như vậy qua một cái góc nhìn như vậy á nó sẽ giúp anh chị có một cái góc nhìn nó tốt hơn và nó cởi mở hơn về thị trường trong giai đoạn sắp tới chúng ta không chỉ chăm chăm vào những cái kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 1 nữa rồi đấy lấy đó làm tiêu cực lấy đó làm lý do bán cổ phiếu hoặc là lấy đó làm lý do để chúng ta không được tỉnh táo hoặc không được sáng suốt để chọn ra các cái cơ hội đầu tư tốt nhất trong cái giai đoạn tiếp theo đó thì thành cũng kỳ vọng thì thông qua những cái chia sẻ như thế này sẽ mang lại một cái tâm lý tích cực cho anh chị nhà tư trong giai đoạn sắp tới anh chị thấy là những cái nhóm ngành nghề nó âm rất là nhiều và có một số ngành nghề thành sẽ chia sẻ một số ngành nghề đặc thù nha thành lấy ví dụ như là bất động sản bất động sản khu công nghiệp á thì như thành nói là cái chu kỳ lợi cái gọi là cái 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 điểm rơi lợi nhuận của nó sẽ rơi vào quý 3 hoặc là quý tư mặc dù là ở thời điểm hiện tại đã giải quyết được những cái vấn đề đã hạ lãi suất cho các doanh nghiệp bất động sản rồi nhưng mà nó không thẩm thấu vào doanh nghiệp quá nhiều hoặc là không thẩm thấu vào doanh nghiệp ngay lập tức mà nó cần thời gian từ 3 cho tới 6 tháng à, và đối với những doanh nghiệp bất động sản là thành nghĩ là phải 6 tháng tại vì cái điểm rơi lợi nhuận của các doanh nghiệp này nó vẫn nằm ở quý 3 và quý 4. Chẳng hạn như đối với nhóm ngành ngân hàng này, nhiều người vẫn kỳ vọng là cái nhóm ngành ngân hàng sẽ tăng có một cái duy trì được cái tốc độ tăng trưởng tích cực trong năm 20, à, trong quý 1 năm 2023 này nhưng mà thật ra khi mà xét về cái biên lợi nhuận của các cái cổ phiếu ngân hàng á, hoặc là cái tốc độ tăng trưởng ấy, thì nó cũng duy trì một mức vừa phải thôi nó không quá đột biến và khi không quá đột biến và mà cái cổ phiếu ngân hàng ấy, nó lại tăng theo cái kỳ vọng hạ lãi suất trước đây của ngân hàng nhà nước đưa ra trong hai lần hạ lãi suất trước đó đó thì thông qua những cái vấn đề mà nó gọi là nó đi ngược cái kỳ vọng của nhà đầu tư như vậy ấy, thì chắc chắn là giá cổ phiếu nó sẽ giảm mà nó điều chỉnh mà đâu đó đó là những cái điều mà anh chị cần phải lưu ý đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán đi ai cũng biết là kẻ lãi suất là kẻ thù của chứng khoán đúng không? Nhưng mà sao ạ? Khi lãi suất giảm như vậy á, nhưng mà các cái công ty chứng khoán á, họ vẫn chưa thẩm thấu được cái việc lãi suất giảm đó. Cái dòng tiền bên ngoài vẫn chưa đổ vào thị trường ngay, vẫn chưa tham gia lại thị trường quá nhiều như giai đoạn trước đây. Anh chị nhìn vào thanh khoản thì anh chị cũng thấy mà đúng không? chị nhìn vào thanh khoản thị trường so với kể cả so với cái dịp hồi này thôi chúng ta còn thấp hơn nữa thì huống hồ chi là so với những cái đoạn trước đây đó thì đó là cái cái gọi là cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta đang gặp phải ở thời điểm hiện tại để mà chúng ta có một cái góc nhìn nó nó, nó tốt hơn và nó khách quan hơn còn đầu tư công thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái tốc độ giải ngân ờ uh, các cái dự án trong quý 2 năm 2023 này nếu mà anh chị kỳ vọng là một cái tốc độ giải ngân tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể là chọn lựa lại các cái cổ phiếu đầu tư công để mà chúng ta chọn cái điểm mua ở thời điểm bây giờ rồi đó thì đó là những cái mà thành cũng đặc biệt lưu ý cho các anh chị ha còn ngành thép thì như thành đã nói rồi à, ở trong quý 1 và quý hai có có thể là nhóm ngành thép nó sẽ sẽ khó khăn tiếp ha tùy vào cái gọi là cái cái vị thế của từng doanh nghiệp những doanh nghiệp lớn như hòa phát hoặc là sau đó là nam kim hoa sen thì họ có thể là còn trụ được với thị trường còn những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có thể là họ âm sẽ khá là nhiều đó như uh, t uh, disco nè thép disco nè đã giảm 14 âm 148 phần trăm so với cùng kỳ hoặc là VCA nè giảm âm 40 trăm so với cùng kỳ ha thì đó là những cái mà anh chị cũng cần phải lưu ý để mà theo dõi thêm trong giai đoạn sắp tới rồi thì ở thời điểm hiện tại chúng ta có một số tin tức mà nó tác động tích cực tới cái nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành bất động sản hoặc là nhóm ngành chứng khoán ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất là xem xét Thứ nhất là xem xét nới lộng điều kiện cho vay bất động sản trong tháng 4 năm 2023. Thì đây là những cái yếu tố mà được đang được xem xét nha thêm một cái này nữa nha thêm một cái này nữa là khi mà anh chị đọc những cái nghị định hoặc đọc những cái thay đổi thông tư hoặc là đọc những cái tin tức á thì anh chị phải đọc kỹ là nó đã được thi hành hay chưa hay nó chỉ dừng lại ở mức xem xét và mức đề xuất mà thôi đó thì những cái mức xem xét những mức đề xuất đó nó cũng mang tính chất kỳ vọng cho thị trường chứng khoán và nó cũng làm giá cổ phiếu tăng đó và nếu mà chúng ta không đánh giá kỹ và chúng ta cứ bị phô mô theo cái tin tức kỳ vọng đó đó là chúng ta sẽ rất dễ không chọn được cái điểm chốt lời của cổ phiếu mà chúng ta cứ nắm giữ cổ phiếu như vậy thôi đó thì từ đó anh chị cũng cần phải lưu ý nó nhiều anh chị cũng thắc mắc tại sao là ừ, nhiều cái tin tức tốt như vậy mà giá cổ phiếu nó vẫn giảm tại vì nó chỉ là những cái đề xuất thôi chứ nó chưa đi vào hoạt động mà thậm chí nó đi vào hoạt động thì nó nó, nó thành hiện thực thì nó cần từ 3 đến 6 tháng doanh nghiệp mới hấp thụ được thẩm thấu được còn ít quá thì nó đâu có đủ đâu đúng không ạ đấy nó chưa thẩm thấu được vào doanh nghiệp nên là giờ chúng ta cần phải lưu ý ha. những cái xem xét những cái nới lỏng này cần phải cần phải được thi hành thì thì nó mới hiệu quả được Nhấn như vừa rồi đang nghĩ đến số 8 nè Sửa đổi thông tin số 16 nè Đấy, hoặc là những cái việc là giảm thuế giá trị gia tăng thì à. đó là những cái mà được đề ra được đề xuất rồi nên là nó sẽ mang lại một cái giá trị nó uh, có thể nói là nó bền vững hơn tuy nhiên nó phải cần thời gian để thẩm thấu à, thì đây cũng là những cái tin tức mà nó tác động mạnh tới tâm lý nhà đầu tư phải cho một cái tâm lý tích cực hơn và thêm vào đó là ngân hàng nhà nước có thể sẽ giảm lãi suất năm trong quý 2 để hỗ trợ nền kinh tế anh chị lưu ý nha. có thể giảm chưa có giảm à, và đây là những cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý để mà chúng ta đánh giá một cách uh, tích cực hơn trong giai đoạn sắp tới thì đây là những cái dự đoán những cái đánh giá thôi đấy thì nó cũng mang hơi hướng tích cực cho cái giai đoạn tiếp theo ở và anh chị cũng cần phải đánh giá lại cái cổ phiếu của mình nó đang ở vị thế như thế nào để rồi chúng ta ra quyết định chúng ta đầu tư rồi khi mà đánh giá tiếp thì hôm nay chúng ta sẽ có cái nhóm ngành đó là nhóm ngành thịt heo ha những các cái cổ phiếu thuộc thịt heo thì hôm nay nó tăng rất là tốt Nhân như HNG, HAG cũng tăng gần 6% nè, BAF cũng tăng hơn 4% còn DBC, Dabaco thì cũng tăng trần đấy thì từ cái việc là giá thịt heo nó tăng lên khá là mạnh trong cái uh, trong thời gian ngắn trời đây thì từ đó nó sẽ phản ánh vào ngay lập tức giá cổ phiếu đó anh chị thấy không thị trường chứng khoán là cái thị trường của sự kỳ vọng mà có những cái tin tức gì tốt thì ngay lập tức nó phản ánh vào giá cổ phiếu ngay rồi sau đó những cái thành lấy ví dụ như mai có thể giá thịt heo nó hạ nhiệt trở lại thì bắt đầu giá cổ phiếu uh, thịt heo nó sẽ giảm thôi đấy cái điều này là hoàn toàn bình thường đó nên là anh chị có đầu tư thì chúng ta cũng có thể lưu ý những điều này để mà chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả rồi tiếp theo thì hôm nay cái nhóm ngành ngân hàng mặc dù là giữ giá rất là tốt nhưng có cái cổ phiếu là cổ phiếu lv bank thì cái cổ phiếu này nếu mà anh chị nào theo dõi cái video của thành trong những cái giai đoạn trước thành cũng đã có cảnh báo về cổ phiếu này rồi thật ra thành cảnh báo những vùng trên này nè chứ không phải là thành cảnh báo ở đây nữa ha thành đã cảnh báo những vùng trên này rồi có nhịp hồi thì nên ra hàng và chúng ta cũng tránh được cái nhịp fomo trước đây hả cái nhịp fomo trước đây của con lv bank trong phiên giao dịch ngày hôm thứ năm và hôm nay nó tiếp tục nó giảm một phiên nữa À, hôm nay còn lại ban tiếp tục giảm một phiên nữa thì từ đó chúng ta sẽ thấy được nếu mà chúng ta cẩn trọng chúng ta uh, cẩn trọng với thị trường á, thì chúng ta sẽ không bị fomo những nhịp này đấy mặc dù là anh chị thấy là nếu mà chúng ta không đánh giá được cái cổ phiếu nó đang như thế nào á mà anh chị cứ đọc tin tức để anh chị đầu tư thì chắc chắn khi mà những cái tin thoái vốn này ra thì chắc chắn anh chị và giá cổ phiếu nó tăng lên như vậy sẽ rất dễ kích thích cái tâm lý mình mua đúng không? Đấy nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì thì không ha, nên mình cũng cần phải lưu ý thêm những cái yếu tố này. Đấy thì cái việc thoái vốn này thì thằng cũng chia sẻ luôn thì tại sao nó lại thất bại ha? À, nó lại thất bại mà nó cần cái yếu tố gì để mà nó có thể là thành công trong giai đoạn sắp tới. Thì thật ra đối với những cái doanh nghiệp mà những cái ngân hàng hoặc là những cái doanh nghiệp mà còn sở hữu của nhà nước á nó phải ở những cái tỷ lệ cao rồi thì nó mới kích thích được cái tâm lý và là cái 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 nhu cầu của các nhà đầu tư phía bên ngoài hoặc là các quỹ đầu tư hoặc là đặc biệt những cái tổ chức đầu tư lớn lấy ví dụ như con ty đi nó có cái tổ chức sumi đúng không và khi mà sumi moto họ tham gia vào cái 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 cái, 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 cái việc mua lại cổ phần của nhà nước như vậy à, mua lại cổ phần của vi như vậy á thì họ có quyền để mà họ họ trao đổi họ làm việc và họ chia sẻ trong cái hội đồng quản trị thì lúc đó nó sẽ là cái câu chuyện khác câu chuyện tốt hơn còn với việc là tổng cục bưu điện việt nam chúng ta chỉ có khoảng tám phần trăm đấy tám mà khi một cái doanh nghiệp nước ngoài nào mua lại cái này và không mua lại được những cái phần khác á, những cái khoản khác á, thì chắc chắn họ sẽ rất là ngại cho việc mua này vì tám nó không đủ để quyết định những cái yếu tố hoặc là những cái chính sách trong cái hoạt động của công ty hoặc là của cái ngân hàng này đó thì từ đó chúng ta sẽ thấy là cái việc thoái vốn này đang đòi hỏi ở một cái mức giá rất là cao đó chúng ta thấy là mặc dù là Sumimoto họ vẫn mua việc Bank ở những cái mức giá cực kỳ cao nhưng mà gì? nhưng mà họ vẫn mua đấy nhưng mà đối với liên việt Postbank thì lại không mua được không đạt được cái đi đến cái thỏa thuận cuối cùng đó thì từ đây chúng ta sẽ thấy là đó là lý do vì sao mà những cái điều này ha những cái điều này nó cần phải có thời gian và nó cần phải bổ sung thêm những cái điều kiện để kích thích cái nhu cầu của các cái nhà đầu tư nước ngoài hoặc là vốn nước ngoài hoặc là một cái tổ chức nào đó ha đó, thì đó là những cái vấn đề về tin tức về góc nhìn thị trường về phân tích uh, kết quả hoạt động kinh doanh mà thành chia sẻ cho các anh chị thì có lẽ nội dung sẽ hơi dài một tí nên là cái phần phân tích kỹ thuật thành sẽ rút gọn lại thành hình chỉ tập trung vào các cái cổ phiếu thuộc các nhóm ngành chính đấy, ngân hàng này ngân hàng là một cái nhóm ngành như thành nói rồi thị trường muốn tăng lên trong giai đoạn tới thì bắt buộc là phải có nhóm ngành dẫn dắt đó là nhóm ngành ngân hàng thì cái nhóm ngành ngân hàng chúng ta thấy là một những cái cổ phiếu như là Vietcom hoặc là BIDV thì ở thời điểm hiện tại nó bắt nó đã có nhịp là gì nó tích nền trở lại như con Vietcom thì nó chưa có tín hiệu quá tích cực nhưng BIDV thì bắt đầu tích nền ấy thì đối với những cái cổ phiếu như thế này như ngân hàng nhà nước và cổ phiếu vốn hóa lớn như thế này dẫn dắt trong ngành ạ thì khi mà các cổ phiếu này mà nó có tín hiệu tích cực thì các cái cổ phiếu còn lại trong cùng một nhóm ngành các cổ phiếu ngân hàng còn lại thì nó sẽ cho cái động thái tốt hơn trong giai đoạn sắp tới đó thì nếu mà trong trường hợp con BIDV này nó bật qua khỏi được cái này đấy thì nó sẽ tạo một cái một cái vị thế tăng tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo cho cổ phiếu BIDV đó thì đó là cái mà anh chị cũng cần phải lưu ý thêm trong giai đoạn sắp tới ha đây đây là một trong những cái cổ phiếu mà nó lít dòng á thì anh chị nào có đầu tư thì chúng ta cứ theo dõi thử đi nó sẽ là những cái cổ phiếu lít dòng nó thường nó sẽ tăng trước ha lít dòng ở đây không phải là một cái cổ phiếu tăng mạnh nhất nhưng mà thường sẽ là những cái cổ phiếu uh, cổ phiếu khởi đầu sóng tăng cho một cái một cái nhóm ngành đó tiếp theo thì anh chị có thể là lưu ý thêm con CTG CTG này hành đã chia sẻ rất là nhiều rồi đúng không và nếu mà anh chị nào đánh đánh băng ở thời điểm hiện tại thì cũng có thể là lưu ý được nhưng anh chị cũng cần phải lưu ý là chúng ta chỉ mua khi mà cổ phiếu nó chạm vào những vùng bên dưới này và nó bật lên trở lại mà thôi và ở những cái nhịp này thì anh chị nên mua ở một cái tỷ trọng vừa phải có thể là từ 20 cho tới 30 phần trăm tiền thôi hạn chế mình mua quá nhiều hoặc hạn chế mình full tiền hoặc full full cổ hoặc là full margin ở cái thời điểm này à đấy nên là anh chị cũng có đầu tư thì chúng ta cũng cần phải lưu ý thêm ha những cái nhịp test như thế này nó chỉ là những cái nhịp để anh chị thăm dò thôi còn việc mà anh chị mua tất tay mua phun margin á thì cần phải có một cái nhịp bứt phá hay nói chính xác hơn là một cái nhịp kết kết thúc được cái gì à? kết thúc được cái quá trình phân phối của thị trường trong những cái nhịp trước đây đó đó thì đó là những cái mà anh chị cũng cần phải lưu ý lại ha con mời cũng tương tự như vậy nó vẫn có cái vùng hỗ trợ giá 18 và nếu mà nó test về vùng này và nó bật lên được thì anh chị cũng có thể là đầu tư được trong giai đoạn sắp tới ha. anh chị nào có lưu ý và mời bay thì chúng ta cũng có thể là chú ý theo dõi thêm STB cũng sẽ tương tự như thế Nó có cái vùng hỗ trợ quanh 25.4 nè Và khi mà nó test về đây thì anh chị có thể là cân nhắc Để mà anh chị theo dõi, anh chị mua được Trong những giai đoạn tiếp theo à, thì Nhìn chung các cổ phiếu ngân hàng nó cần phải có dòng tiền khá là lớn Để mà nó có thể là chạy trong những giai đoạn tiếp theo Đấy, nên là cần phải có cái sự lan tỏa Hoặc là sự luân chuyển của dòng tiền á. thì lúc đó các cổ phiếu ngân hàng nó sẽ tăng bền vững hơn và lúc đó nó cũng dẫn dắt được cái đà phục hồi của thị trường trong những giai đoạn sắp tới Đấy, TB thì nó vẫn quanh trên cái vùng này thôi và nó vẫn giữ giá tốt Tuy nhiên đối với các cổ phiếu này như Thành có chia sẻ rồi Thành sẽ không có ưu tiên quá nhiều bởi vì giá nó đang ở những cái vùng cao rồi việc mua mới ở những cái vùng này sẽ rất là rủi ro nên là anh chị nào có hàng thì anh chị nắm thôi còn việc mua mới thì anh sẽ không ưu tiên ấy hd băng nè nếu mà anh chị nào không cẩn trọng mình mua mới những vùng này á thì khi mà hàng về nó rơi như vậy thì bắt buộc là chúng ta phải xử lý nha đó nó rơi mà nó thủng khỏi vùng này thì bắt buộc chúng ta phải xử lý và chúng ta đợi những cái vùng giá cân bằng hơn an toàn hơn để rồi chúng ta quay trở lại chúng ta đầu tư đối với cái nhóm ngành ngân hàng á, thì anh chị nên rút gọn cái gọi là cái kết lót thôi nếu mà anh chị đánh ngắn hạn thì anh chị kỳ vọng cái lợi nhuận của mình khoảng 8 thì cái phần kết lót của mình chỉ còn khoảng 3 bốn thôi Chứ chúng ta đừng để một cái kết lót quá xa tại vì nó thứ nhất là nó sẽ chôn vốn và các ngân hàng thì nó sẽ không giảm hoặc là không điều chỉnh quá nhiều đó nên là nó sẽ rất dễ bị chôn vốn của mình tới cái trạng thái đó là lúc đó đang âm rồi nhưng mà bán thì tiếc bán thì sợ nó tăng lên trở lại và âm thì âm thì nó cũng không âm quá nhiều đó nên là sẽ rất là khó và dẫn tới tình trạng chôn vốn và lúc đó anh chị sẽ không đầu tư được đối với các cái nhóm ngành khác đó là cái mà anh chị cũng cần phải lưu ý thêm rồi thêm vào đó chúng ta thấy là sẽ có VIP đúng không thì bây giờ VIP nó chạm về những cái đường trên line đường hỗ trợ phía bên dưới là quanh 20 20.2 nè và nó về cái vùng này nếu mà nó bật lên được thì anh chị canh anh chị tham gia được trong giai đoạn sắp tới đó anh chị nào có đầu tư vào VIP thì lưu ý còn là bé bán thì như thành nói rồi ha thành có bỏ thành bỏ qua rồi và khi nào mà gì à? đấy anh chị thấy là nó test nè nó rơi nè rồi nó test lại nè em may nè rồi nó rơi tiếp nè đó thì những cái nhịp này rất khó để mà anh chị đầu tư trong những cái giai đoạn sắp tới nên là anh chị nào có đầu tư vào là bê thì cũng có thể là lưu ý thêm thành thành sẽ có mua tiên có hồi thì canh ra hàng thôi SHB thì vùng này cũng không mua nha. Vùng này vẫn chưa mua được anh chị lưu ý nha. Vùng này vẫn chưa mua được. Nên là anh chị nào mua mới thì vẫn phải chờ đó. Chứ vùng này nếu mà chúng ta vội vàng chúng ta mua thì cũng chẳng được gì đâu. À, đấy bây giờ nó rơi mà nó hồi lên nó không thành công nè, nó không trở lại được cái đường này nè. Đấy thì khả năng cao nó sẽ gãy, à, nó test lại về những vùng hỗ trợ bên dưới. Đấy con OCB cũng tương tự như thế. Đấy khi mà nó tăng lên nè, Đấy, nó tăng lên nó vượt qua rồi nhưng mà nó test lại không thành công, à, test lại đây không thành công và nó rơi thì khả năng cao nó sẽ rơi về vùng này rồi nó mới có nhịp tăng lên trở lại trong những giai đoạn tiếp theo đó, thì đó là những cái cổ phiếu ngân hàng anh chị có thể là lưu ý thêm Đấy, chẳng hạn như con Vibank thì cũng tương tự như Thành có chia sẻ rồi về quanh vùng giá 20 rồi tính tiếp còn nếu mà anh chị nào không kiên nhẫn mình mua ở giai đoạn này á thì anh chị nắm một khoảng thời gian rất là lâu rất là dài luôn á anh chị để ý nè nếu mà anh chị mua những cái khoản này mà chúng ta không kiên nhẫn á chúng ta cũng nắm đâu đó khoảng 14 phiên mà 14 phiên mà gần như là chúng ta nắm là phần lớn là lỗ này chứ nó không có không được lời đó thì anh chị nào có đầu tư thì chúng ta nên lưu ý những cái điểm này vì chúng ta chờ nó về đúng điểm rồi chúng ta mua nó không phải là chúng ta mua ở dưới này nó thấp nó thấp hơn nhiều mặc dù là cái giá bên anh chị mua quanh giá 20 á thì nó cũng không khác nhiều so với giá 20.5 hoặc là 20.6 gì hết. Nhưng mà sao ạ? À? Nó khác về cái thời gian anh chị nắm giữ. Và trong cái khoảng thời gian đó anh chị có thể là dùng tiền để anh chị đầu tư cái khác, anh chị làm việc khác cũng được. Đó. Thì đó là những cái mà Thành cũng chia sẻ thêm cho các anh chị để anh chị chọn lựa đó Tiếp theo là cổ phiếu Techcom, anh chị thấy là sau một cái phiên giảm mạnh trước đó thì cái nhịp hồi này nè nó chỉ là hồ kỹ thuật thôi, à. cái nhịp này nó chỉ là hồi kỹ thuật thôi và nó cũng cho chúng ta thấy một cái tín hiệu rất là tốt là nó bật được lại từ cái vùng hỗ trợ ha, nó bật được lại từ cái vùng hỗ trợ bên dưới này, đấy thì nó cũng là những cái tín hiệu khá là tốt rồi. tuy nhiên thì cần phải có cái tính gọi là cái những cái nhịp bắt tét lại những cái nhịp hấp thụ lại ở trong những vùng này hoặc là giờ nó phải có một cái nhịp bứt phá qua luôn đối với vùng giá 31 thì nó mới giờ cho một cái động thái tích cực được còn nếu mà nó cứ rằng co giữa hai cái mây MA là mây 10 và mây 20 mươi thì sẽ rất là khó để mà cổ phiếu tăng tiếp hoặc là tăng mạnh trong giai đoạn tiếp theo được Nha. anh chị nào có đầu tư thì lưu ý có hàng thì cầm thôi còn mua mới thì thành nghĩa là thành chưa rồi, ok, tiếp theo chúng ta sẽ thấy có là ACB. ACB thì cái câu chuyện chúng ta là bây giờ nó vẫn đang tích lũy nền rất là tốt. Thì bây giờ nếu mà nó test về lại những vùng hỗ trợ phía bên dưới thì chúng ta xem xét và chúng ta đầu tư được. Còn nếu mà nó không test về và nó cứ giữ quanh vùng này thì một là phải chờ nó vượt luôn ha. Nó vượt luôn cái nền này thì chúng ta hãy đầu tư ở trong những nhịp phía sau. Đó, nó vượt luôn xong nó test lại nè. Đấy, nó vượt luôn cái vùng kháng cự quanh 25.3 rồi xong sau đó test lại thì lúc đó anh chị canh anh chị đầu tư nó cũng chưa muộn đó. Đấy, thì đối với các cổ phiếu ngân hàng là như thế anh chị nào thích an toàn thì có thể chọn các cổ phiếu ngân hàng Đấy. tiếp theo là qua các cổ phiếu nhóm thép thì như thành chia sẻ rồi thì cái nhóm thép ở thời điểm hiện tại thành vẫn sẽ chưa có lưu ý nhiều thành vẫn để đó thành theo dõi thôi Đấy, thanh khoản thấp cũng là những cái điều tích cực của nhóm ngành này nhưng mà cái gọi là cái cái điểm vào phù hợp á, thì cá nhân thành lại thành chưa có lưu ý nhiều nên là anh chị nào có đầu tư thì anh chị cũng cân nhắc nha đối với ngành thép thì thành vẫn sẽ chờ thành vẫn sẽ theo dõi thêm còn việc mua mới thì chưa có ưu tiên ở thời điểm hiện tại nha rồi chứng khoán thì chứng khoán ngày hôm nay là nhìn chung là phục hồi rất là tốt đúng không? Những con như VCI là phục hồi trên 1% hoặc là CTS cũng phục hồi 1.5% thì cái đà phục hồi này của chứng khoán nó vẫn chỉ là những nhịp hồi kỹ thuật mà thôi chứ nó không phải là một cái gọi là một cái nhịp bứt phá hay là một cái nhịp để phục hồi lên lại đảo chiều lên lại trong những giai đoạn sắp tới nên là cái câu chuyện của anh chị nếu mà anh chị thấy là nó chạm vào những vùng hỗ trợ quan trọng như là SSI đi nó chạm vào những vùng hỗ trợ quan trọng thì về những vùng này anh chị có thể là anh chị mua khoảng 30 tiền thôi rồi anh chị để đấy và khi nào mà nó có tín hiệu bật lên ổn định thì anh chị có thể là canh anh chị mua thêm trong những cái đoạn tiếp theo đấy còn nếu mà nó có vi phạm nó rơi khỏi trên line này nè đấy rơi khỏi cái vùng giá 21 á thì lúc đó anh chị kết lót thì cái phần thiệt hại của mình nó cũng không quá nhiều đó thì đó là những cái mà anh chị cũng cần phải lưu ý trong giai đoạn tiếp theo đấy con VND thì cũng tương tự như vậy nó về quanh cái vùng hỗ trợ bây giờ nó tích lũy ở đây đấy tích lũy ở đây thì nếu mà anh chị nào uh, mua thì có thể là thăm dò đây một tí rồi khi nào mà nó bật lên được á thì chúng ta sẽ mua thêm mua gia tăng thêm trong giai đoạn tiếp theo còn nếu mà không thì nó sẽ về là vùng bên dưới này thì lúc đó chúng ta lại lại mua gia tăng thêm đối với cổ phiếu VND trong giai đoạn sắp tới đó thì anh chị nào có đầu tư thì cũng nên lưu ý những cái yếu tố này trong VCI thì hôm trước anh có chia sẻ rồi đúng không nếu mà có đoạn này anh chị không kiên nhẫn được á chúng ta có thấy giảm là chúng ta mua Đấy chúng ta lo chúng ta đua lệnh á thì phải mất đó khoảng 11 phiên thì chúng ta mới mới có có được cái điểm vào đẹp đó thì nếu mà anh chị mua trên đây thì về đây chúng ta mua phải đẹp hơn không à? đấy thì lúc đó thành có báo anh chị kiên nhẫn rồi đúng không nếu mà anh chị kiên nhẫn thì ở thời điểm hiện tại nó đã có những cái vùng giá tốt cho anh chị mua rồi đấy thì khi mà nó chiết khấu về đây quanh 30 cho tới 30.8 á thì anh chị canh để anh chị theo dõi anh chị đầu tư trong giai đoạn tiếp theo đó anh chị nào có đầu tư thì lưu ý nha HCM thì ở thời điểm hiện tại nó cũng đang test lại cái vùng kháng cự hỗ trợ là quanh 25 Đấy, thì trong những cái nhịp test của nó thì anh chị hoàn toàn có thể là có thể thăm dò hả? về đây hoặc là gì ở về giữa đây luôn 24 cho tới 25 ở trong hai cái vùng này thì anh chị có thể là xem xét để mà mình thăm dò cái tỷ trọng cho cổ phiếu HCM rồi sau đó nếu mà cổ phiếu bước thoát được thì chúng ta sẽ gia tăng thêm còn không thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái cái tín hiệu nó rõ ràng hơn, nó cụ thể hơn. Dù sao thì anh chị cũng đã có vị thế nó ổn định rồi. Đấy, vị thế tốt rồi thì anh chị sẽ yên tâm nắm giữ hơn rất là nhiều. Rồi SHS thì nó vẫn đang trong nhịp điều chỉnh thôi. Và cái nhịp này thì chúng ta chưa thể nào đầu tư được. FTS à, cũng tương tự như vậy. Nó chỉ có điều chỉnh và đi ngang như thế này thôi thì sẽ rất là khó. Kháng cự của nó nằm ngay đây luôn rồi. Sẽ rất là khó để anh chị đầu tư. Ở CTS thì bắt buộc là phải chờ chờ nó test về độ quanh 15.8 thì chúng ta mới cân nhắc để mà chúng ta đầu tư cho những nhà hàng tiếp theo được à, rồi thì bất động sản thì cũng tương tự như vậy anh chị. Bất động sản hôm nay nó là nhịp hồi kỹ thuật thôi. Mai mà đầu phi nó có kéo nó tăng tiếp á, thì nó cũng như là hồi kỹ thuật thôi và anh chị hạn chế mua đuổi trong những cái nhịp đó nha. Nha, anh chị lưu ý giúp thành nha. Nhà tư liêm nè, hôm trước thành có phân tích rồi đúng không? Nó phải về lại vùng nền bên dưới này nè. Nó bật lên đó, thì nó tăng nó mới an toàn trong giai đoạn tiếp theo. Đấy, con Nam Long cũng sẽ như vậy. Nó những cái nhịp hồi như thế này thì là nghĩa là cùng lắm này nó hồi được nửa cái nến đỏ trước đó thôi à. Về quanh giá 31 rồi nó sẽ lại gãy nó sẽ lại rơi tiếp. Đó, nên là anh chị nào có đầu tư thì cũng nên cân nhắc nha, hạn chế cái tâm lý FOMO. ở con binh Home thì bây giờ nó test lại đây mà nó bật lên được á thì anh chị có thể theo dõi để mà anh chị chờ cái điểm mua cho nó phù hợp ha. Rồi, SCR nè. Này SCR thì hôm trước thành chia sẻ rất là kỹ rồi đúng không? anh chị nào mà vội mua đoạn trước này thì chắc chắn ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng đã thiệt hại rất là nhiều rồi thì bây giờ cái câu chuyện của mình là mình vẫn phải chờ nó về quanh vùng giá 7 thôi và về đây mà nó bật lên được á, thì chúng ta cân nhắc chúng ta đầu tư cho giai đoạn sắp tới rồi đất xanh cũng tương tự như vậy như thành có chia sẻ rồi về độ tầm 12 cho tới 12.4 12.5 gì đó thì về vùng này có thể là canh để mà chúng ta theo dõi chúng ta mua được rồi hãy DG thì cũng về tầm cái là cái đường trên lai giảm bên dưới này quanh vùng giá từ 15 à 15 cho tới 16 thì anh chị nào có đầu tư thì anh chị cũng có thể là lưu ý để mà chúng ta chọn lựa cái thời điểm tham gia cho nó phù hợp nha rồi ok hdc ha hdc hiện anh chị cũng phải thấy là nó phải test về đây nó phải test về lại đây và nó bật lên như thế này thì anh chị mới có thể là cân nhắc anh chị đầu tư được Nà, thì những cái nhịp bật lên như thế này anh chị nào mua thì mua tầm 30 trăm tiền thôi và chờ lại tín hiệu cụ thể rồi chúng ta sẽ vào thêm trong những cái đoạn tiếp theo rồi CL cũng CEO cũng tương tự như thế hôm trước anh có nói rồi mà đúng không nó không vượt nè nó không thủng uh, gọi là nó không thủng cái này á cái đường màu quanh 24 á đường màu đỏ nó không thủng cái đường này thì nó còn đi lên được còn nếu mà nó thủng rồi thì nó bắt buộc nó phải xuống lại đây đó rồi nó đi lên thì nó mới an toàn trong những nhịp sau đấy nên là anh chị nào có đầu tư thì nên lưu ý thêm đối với các cái cổ phiếu như thế này rồi tiếp theo là khu công nghiệp khu công nghiệp thì có kbc thôi kbc hoặc là ssc hôm nay hồi khá là khỏe tuy nhiên thì nó vẫn chỉ dừng lại mức là hồi kỹ thuật thôi và anh chị nhìn thanh khoản anh chị cũng đủ thấy rồi đúng không đó nó chỉ dừng lại mức là hồi kỹ thuật thôi nên là chúng ta vẫn sẽ chờ ha chúng ta vẫn sẽ chờ coi những cái nhịp test sắp tới nó còn test lại được nữa hay không hoặc là nó có giữ nhịp cân bằng được tại cái vùng này hay không thì lúc đó chúng ta mới xem xét là chúng ta vào lệnh chúng ta đầu tư trong giai đoạn sắp tới ha rồi thì qua cái nhóm ngành như là ngành đầu tư công đầu tư công thì nó vẫn giữ trên cái vùng hỗ trợ quan trọng nha anh chị anh chị lưu ý ha nó vẫn giữ trên cái vùng hỗ trợ quan trọng đối với con vcg thì nếu mà trong trường hợp mà nó tăng lên mà nó chạm vùng này mà nó không vượt qua được á chạm cản chéo quanh 20 20 ba mà nó không vượt qua được thì nó sẽ gãy luôn ha sẽ gãy luôn còn nếu mà trong trường hợp nó vượt qua được thì tốt ha nó vượt qua được thì nó sẽ tăng lên tiếp trong giai đoạn sắp tới thì đó là những cái nhịp mà anh chị nên ha nên canh để mua trong những nhịp sau này đấy mua ở đây nè Đấy, mua khi nó test là lần hai à, anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý còn fcn ở thời điểm hiện tại thì chạm trên line bật lên khá là tốt nên là chúng ta vẫn hoàn toàn có thể theo dõi được còn ở vị thế mua mới thì thành lại không có ưu tiên à, thành không ưu tiên chỉ ưu tiên anh chị nào có đang có vị thế ở thời điểm hiện tại thôi à, còn hhv cũng tương tự như vậy á, nó sẽ giống con vcg á, là gì à? nếu mà tăng lên đây mà nó không bật được á, thì nó sẽ gì à? nó sẽ rơi luôn còn nếu bật được là nó sẽ tạo đà để lên tiếp trong giai đoạn sắp tới nên là anh chị nào có đầu tư thì lưu ý rồi tiếp theo là các cái con phiếu như là cg là cg nó vẫn đang chạm quanh cái vùng hỗ trợ nên là việc mua mới thành của không có ưu tiên anh chị nào có hàng thì nắm giữ được thôi nắm giữ để theo dõi nếu mà nó thủng hỗ trợ thì nên ra còn nếu mà nó trên hỗ trợ 12 thì nên có thể là nắm giữ và chờ đợi những cái cơ hội tiếp theo ha rồi, ok thì đó là một số các nhóm ngành thành chia sẻ thêm cho các anh chị và phần lớn nó đều là những cái nhóm ngành trọng điểm và hy vọng những cái chia sẻ về kết quả hoạt động kinh doanh về nhóm ngành và về các cổ phiếu cơ hội đầu tư sẽ giúp anh chị có một cái góc nhìn nó tổng quát hơn, nó bao quát hơn đối với thị trường ở thời điểm hiện tại và cũng như là một cái quá trình đầu tư hiệu quả hơn trong giai đoạn sắp tới. Thì nếu mà anh chị cần hỗ trợ tư vấn đầu tư thì có thể là liên hệ trực tiếp với Thành thông qua số điện thoại ở phía bên dưới hoặc là tham gia cái nhóm cộng đồng Thành có để bên dưới phần bình luận nha. Và anh chị nào uh, uh, có cần tư vấn hoặc là chia chia sẻ gì thì có thể là liên hệ với Thành trực tiếp nhé Và ngoài ra nếu mà anh chị thấy video hay thì có thể là đăng ký kênh của Thành hoặc là cho Thành một like để Thành có nhiều động lực chia sẻ thêm cho các anh chị về những cái nội dung này trong giai đoạn sắp tới nha Rồi, chào tạm biệt anh chị, chúc anh chị có một phiên giao dịch ngày mai thật là thành công nhé